con đường nhân sinh. Tập 1. Năm, bốn, ba, hai, một. Anh Gia Lâm. Cao Song Tinh, xuất phát thôi. Cao Gia Lâm, tôi đến đây. Cao Gia Lâm, hôm nay tôi nhất định phải thắng cậu. Song Tinh, gặp ở cổng trường nhé. Song Tinh, anh Gia Lâm đâu? Đang ở trong khe núi. Xảo chân, lái nhanh lên chút. Hôm nay tôi thắng cậu rồi nhé. Cậu phải mời tôi ăn bún. Trật tự. Đã là lúc nào rồi mà còn cười đùa được. Mấy tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Các em, chính quyền huyện ủy chúng ta rất coi trọng kỳ thi đại học lần này. Mời hẳn trưởng ban Mã của phòng giáo dục huyện đến lớp trọng điểm thi đại học của chúng ta vận động trước kỳ thi. Mọi người vỗ tay hoan nghênh.
Tôi nói cái gì? Tôi còn có mặt mũi nói nữa à? Thưa các em, thưa các thầy cô, tôi không còn mặt mũi đứng trên bục này phát biểu. Hôm qua, chủ tịch huyện Tần mới điều đến gọi tôi ra nói chuyện, hỏi tôi tỷ lệ trúng tuyển thi đại học những năm gần đây của huyện mình ra sao. Tôi trả lời chủ tịch huyện rằng huyện mình 5 năm liền không có sinh viên đại học nào. Điều đó có nghĩa là trong những năm qua, huyện mình không có một học sinh tốt nghiệp cấp 3 nào đỗ đại học, không có một học sinh học lại nào khóa này. Bước ra khỏi thị trấn, không có một ai thi đỗ, cho dù là sinh viên cao đẳng cấp tỉnh. Cũng tức là, tỷ lệ thi đỗ đại học của huyện chúng ta bằng không. Là không đấy. Là không đấy. Không tức là quả trứng lớn. Tôi là trưởng ban Ban giáo dục phòng giáo dục huyện mình. Ban giáo dục là để làm gì? Ban giáo dục là bộ phận chuyên phụ trách giáo dục, chuyên phụ trách thi đại học. Tôi làm trưởng ban 5 năm. Chưa từng nhận được một tờ thông báo trúng tuyển đại học nào. Tôi có cần mặt mũi nữa không? Dì hai, chú hai. Hôm qua cháu mới đưa 4 giỏ còn gì, sao lại đưa thêm giỏ nữa? Cháu thấy cửa hàng làm ăn tốt, sợ chú gì không đủ. Mau bảo chú hai ra phụ cháu một tay cháu. Cháu làm gì thế này? Sửa xe, bảo chú hai sửa xe cho cháu. Chú hai, mau ra đây sửa xe cho cháu với. Được rồi. Kỳ thi thử lần này là một cuộc thi đánh giá năng lực toàn diện. Cũng là một bài kiểm tra toàn diện về chất lượng giảng dạy của huyện chúng ta. Khi nào có kết quả cuộc thi thử rồi, top 10. Đến trụ sở huyện ủy nhận thưởng, tôi chi tiền mua phần thưởng. Các em, lời phát biểu của trưởng ban Mã hôm nay chính là hiệu lệnh. Ngọn lửa chiến tranh đã thắp lên, tiếng trống chiến tranh đã vang lên. Chúng ta phải cố gắng, phấn đấu hơn nữa. Để phụ huynh yên tâm, để lãnh đạo yên tâm. Các em, khẩu hiệu của chúng ta là gì? Thà chịu trong ngày gian khổ còn hơn tiếc nuối cả đời. Được rồi. Xe của ai đây? Sao nát tươm thế này? Người không sao chứ? Không sao. Cái xe cũ kỹ này chẳng bỏ sửa. Làm mất bao nhiêu thời gian bán mì của chú. Chú hai, lát nữa về cháu bán giúp chú. Thêm vài bát mì, thôi được. Bình. Soda nước cam, cậu uống thử đi. Thôi, cho tỉnh táo. Đừng làm ảnh hưởng tôi, Hoàng Á Bình. Hiệu trưởng, mau viết một bài phát biểu truyền cảm hứng. Phát loa nhiều lần. Động viên tinh thần các học sinh. Hiệu trưởng, em làm gì có thời gian làm phát thanh. Với lại em cũng không biết viết bài phát biểu. Tìm Cao Gia Lâm. Cao Gia Lâm có tài viết lách, bảo cậu ấy viết. Đi mau. Mấy giờ rồi? Hơi đói. Đi, đi ăn bát bún. Lát nữa, tôi làm xong bài này đã. Bài tập có làm cũng không hết. Đi mau lên, xỏ chân bảo bọn mình đến nhà dì hai ăn bún. Đi. Ai sửa hộ tôi cái xe này? Chịu. Cao Gia Lâm. Cao Gia Lâm, hiệu trưởng bảo cậu viết một bài tuyên truyền, động viên sĩ tử. Bọn tôi đi ăn bún, về rồi viết. Vừa ăn tôi vừa nghĩ giúp cậu cách viết. Được, đi thôi. Cho tôi đi với. Tôi sẽ trả tiền bún. Tiểu Hắc, cầm bóng giúp tôi. Đi thôi, đi thôi. Tôi xách túi cho cậu. Không cần.
Bán thịt dê đây. Thịt dê tươi đây. Cậu cũng ăn đi, bún đến rồi. Xảo Chân, bật một bài hát đi. Mấy hôm nay học muốn nổ tung đầu luôn. Bật bài nhạc cho thư giãn chút. Muốn nghe nhạc gì? Bật bài Trên cánh đồng hy vọng. Được đấy. Được, được. Bài anh Gia Lâm thích nghe chắc chắn là rất hay. Quê hương của chúng ta. Trên cánh đồng hy vọng. Nào, ăn miếng dưa đi. Cậu cũng ăn đi. Song Tinh, mình mau ăn đi. Ăn xong về ôn tập. Ngày mai là thi thử rồi. Không nghe hiệu trưởng nói à? Đề thi lần này uy tín nhất trong các đề thi đánh giá năng lực quốc gia, nhất định sẽ rất khó. Miệt mài ôn tập thì có tác dụng gì? Đề thi gì đối với tôi cũng chỉ có một chữ: bừa. Dù là kỳ thi lớn hay bé, tôi cứ thi bừa là xong. Sao thế? Bố tôi lại bị bệnh. Ngày nào tôi cũng phải về nhà trước, rồi còn đến bệnh viện chăm sóc ông ấy. Tôi rất khó tập trung vào việc ôn tập. Chú Hoàng vẫn bị bệnh dạ dày à? Người Thượng Hải các cậu chắc hẳn rất khó làm quen với cuộc sống người Tây Bắc chúng tôi. Nhưng bố cậu là bộ trưởng bộ vũ trang huyện mình. Sắp xếp cho cậu một công việc, chắc không thành vấn đề. Các cậu đều có đường đi. Nếu tôi mà không thi đỗ thì sẽ phiền phức lắm. Kiểu gì bố tôi cũng đánh chết tôi. Gia Lâm thì sao? Nếu tôi không thi đỗ, chỉ còn nước về nhà trồng ruộng. Tôi khác với các cậu. Tôi không có đường lui. Tôi không muốn trồng ruộng. Tôi buộc phải thi đỗ. Có chi khí. Mình cùng uống một ly đi. Nào, lấy soda thay rượu. Nào, chúc thuận lợi, thuận lợi, thuận lợi. Cố lên. Gia Lâm, cậu đừng quên bài phát biểu. Hiệu trưởng bảo cậu viết nhé. Tôi nghĩ xong nội dung rồi, cậu lấy sổ ra ghi đi. Các em, chúng ta sẽ có một bài thi thử vào ngày mai. Đây sẽ là bài thực hành cuối cùng của chúng ta trước kỳ thi đại học. Luyện tập hôm nay là kỳ thi đại học ngày mai. Kỳ thi đại học ngày mai phụ thuộc vào việc luyện tập của hôm nay. Chúng ta đã làm rất nhiều đề thi. Ngày mai, chúng ta vẫn phải làm thêm nhiều đề thi. Vì con đường đại học được trải bằng đề thi. Cấp 3 không phấn đấu, đời người sẽ nhàm chán. Các bạn hãy bước về phía trước. Chiến dịch cuối cùng đã bắt đầu. Chúng ta hãy kết thành một sợi dây, cố gắng hết sức, hạ quyết tâm, hoàn thành một ước mơ chung. Điểm thi thử năm 1984. Ngồi xuống. Kỳ thi thử đại học năm 1984 chính thức bắt đầu. Anh Gia Lâm, xem ra anh làm bài thi rất tốt, chắc cũng ổn, không có vấn đề gì. Song Tinh, còn anh chắc cũng không vấn đề gì. Không đúng, hình như tôi làm sai một câu. Câu 18 phần trắc nghiệm chính trị, cậu chọn đáp án gì? Câu 18,
Nội dung như nào, có mục chọn nào tôi cũng không nhớ nữa. Câu phép biện chứng mâu thuẫn ý. Cậu hiểu như nào? Có câu này à? Tính nhất quán và tính đấu tranh của mâu thuẫn là thống nhất. Tính nhất quán và tính đấu tranh của mâu thuẫn là đối lập nhau. Đây là B và C. Cậu chọn cái nào? Tôi cũng chọn B và C. Nhưng chọn thiếu một câu. Hai mặt này còn có thể chuyển hóa lẫn nhau. Hai anh đúng là học sinh giỏi. Nói mà em nghe chẳng hiểu gì. Anh Gia Lâm, anh giải thích cho em đi. Làm như giải thích là em nghe sẽ hiểu ý. Đừng có coi thường người khác. Chỉ cần là anh Gia Lâm giải thích là em sẽ hiểu được. Nói như vậy đi, mọi chuyện trên đời này đều có tính hai mặt. Giống như bây giờ em lái máy cày kéo anh đi. Anh ngồi trên xe em không động đậy đúng không? Anh không động đậy. Nhưng anh vẫn luôn chuyển động. So với con đường núi này. Em hiểu rồi. Tức là anh ngồi yên trên xe em. Nhưng bánh xe máy cày của em đang chạy dọc theo con đường núi. Tức là anh cũng đang chạy. Hoàn toàn chính xác. Khá lắm xảo chân. Em đã bảo mà. Chỉ cần là anh Gia Lâm giải thích, đảm bảo em sẽ hiểu. Thưa bà con, kể từ hôm nay, thời hạn khoán đất của chúng ta đã được gia hạn thêm 15 năm. Ai mà chưa đủ thời hạn này đều có thể đến tìm kế toán Lưu để sửa hợp đồng. Trưởng thôn, miếng đất nhà tôi cách xa quá, có thể nhân lần này điều chỉnh lại cho tôi không? Anh nói đúng vấn đề rồi đấy. Vừa hay ở đây có văn bản, anh xem nhé. Trong văn bản có nói, nếu muốn điều chỉnh đất đai, trong lúc thay đổi hợp đồng khoán, có thể thỏa thuận lại. Chỉ cần là hợp tình hợp lý, sẽ do Ủy ban thôn thống nhất điều chỉnh. Tôi biết rồi. Lập bản đâu? Lập bản đâu? Ở đây, tôi đến rồi đây. Anh kín tiếng quá nhỉ? Trong văn bản có nhắc đến người như anh. Sao? Trong văn bản còn nhắc đến cả tôi à? Anh là người nổi tiếng của thôn mình. Anh rời khỏi thôn mình, có ai biết đến anh? Sao anh bảo trong văn bản có nhắc đến tôi, nhắc đến người như anh? Anh xem trong này viết rất rõ. Phải tích cực ủng hộ những người đi đầu trong việc làm giàu, nhờ chăm chỉ làm lụng. Và những hộ chuyên về nông nghiệp. Chẳng nói anh thì nói ai, chẳng nói rõ gì cả. Đúng là đổi khoai tây lấy bún. Còn mở quán ăn, kiếm được chút ít. Nhà anh còn mua được máy cày nữa, đúng không? Các tú tài đến rồi, được rồi. Về nhà đi, về nhà đi. Sao con lại lên thị trấn nữa? Đưa bún cho dì hai. Hôm qua vừa đưa rồi còn gì, hôm nay lại đi chuyến nữa. Còn ở đó cả đêm không về. Nhà thì cả đống việc, chỉ có mỗi mình bố làm. Và lại, vài ba ngày con lại chạy lên huyện. Tốn bao nhiêu xăng, không phải tiền à? Con gái con đứa lớn rồi, bớt chạy ra ngoài. Ở nhà học thêm kỹ năng của phụ nữ. Một hai năm nữa sẽ có người đến xem mắt. Ngày nào cũng lang thang bên ngoài, đi đâu tìm được nhà chồng tốt. Đã là thời đại nào rồi, mà còn bắt con gái không được ra khỏi nhà. Phong kiến của Hủ, con nói gì? Con mới đi học có 2 năm. Học đâu cái giọng điệu của bọn học sinh thế, còn không phải tại bố hết. Hồi nhỏ con muốn đi học mà bố không cho đi, nói con gái học hành cũng chẳng ích gì, hại con bây giờ người khác nói gì cũng không hiểu. Ai nói gì mà con không hiểu, nó không nói tiếng người hà. Chị hai. Xảo Linh, chăm chỉ học hành, chăm chỉ học văn hóa. Lớn lên đừng có giống chị hai em, chỉ biết ở nhà lao động chân tay. Toàn là đồ mẹ con tự tay làm cho con ấy. Ăn nhiều vào. Mình cùng ăn nhé. Con ăn đi, con ăn đi. Ai cũng có. Ai cũng có.
Sao? Đã thi chưa? Thi rồi ạ. Thi thế nào? Chưa biết ạ. Vẫn chưa có kết quả. Thế con cảm thấy sao? Con vừa về ông đã hỏi liên tục. Song Tinh vẫn luôn cố gắng còn gì. Thi đại học mà dễ như thế. Thì sao thôn mình không có nổi một sinh viên đại học nào? Đúng là đầu chỉ để mọc tóc. Tương lai nó chỉ ở lại mảnh đất huyện này thôi sao? Nó phải lên thành phố lớn, làm việc lớn. Không chỉ riêng nó, mà thế hệ sau của nó, cháu của cháu nó, con của con nó, sau này phải là người ở thành phố lớn. Bố nói đúng. Song Tinh, trong ba anh em mình, chỉ có em được đi học. Em cũng biết, nhà mình gửi gắm hết mọi hy vọng vào em. Em phải chăm chỉ học hành đấy. Tất nhiên rồi, anh con đến tuổi rồi. Cũng đến lúc lấy vợ sinh con. Có cuộc sống riêng. Con phải làm gương cho nó. Làm gương cho thằng ba. Đúng không? Cứ về là lại cằn nhằn. Biết thế chẳng về. Con đi đâu đấy? Đứng lại. Con đi đâu đấy? Con không ăn nữa. Con vừa mới nói gì? Con không nói gì hết. Con nói thật đi. Con có bằng được. Thằng Cao Gia Lâm không? Không bằng được. Vì sao? Ông có để con ăn một bữa cơm yên lành không? Song Tinh, con ngồi ăn cho đàng hoàng. Con không ăn nữa. Con về học. Ở cái nhà này không học con không sống nổi. Chỉ cần tim còn đập thì vẫn phải cố gắng học hành. Gia Lâm. Con ơi. Ra đây ăn cơm đi. Mẹ con nấu mì canh gà cho con đấy. Ngon lắm. Mì canh gà gì? Có bánh bao chay là được. Không chỉ có mì canh gà còn có cả thịt gà nữa. Con xem thơm lắm. Nào, mau ăn đi. Bố mẹ thịt con gà đẻ trứng ở nhà rồi à? Không phải. Con gà đó hôm qua bị con chồn cắn chết lúc nửa đêm rồi. Nên mới. Đúng đấy. Mấy hôm nay ngày nào cũng có chồn. Mau. Tranh thủ ăn luôn cho nóng. Bố mẹ cũng ăn đi. Không phải, món này nấu cho con. Bố mẹ không ăn đâu. Bố mẹ không đói. Lúc nào đói mới ăn. Bố mẹ không ăn con cũng không ăn. Cái thằng này, con. Tạm thời không nói chuyện ăn uống. Con báo cáo tình hình thi cử với bố mẹ. Đợt thi thử lần này, môn toán con thi khá tốt. Ngữ văn thì sở trường của con chắc chắn không vấn đề gì. Nhưng môn chính trị thì... Con nghĩ mình thi không được tốt lắm. Chính trị. Đúng hả? Chính trị. Đề thi kiến thức chung, con thường xuyên làm. Nhưng về mảng thời sự, phạm vi rộng và nhiều nội dung, rất khó để nắm hết được. Vậy con, ôn tập như nào? Con có đề cương ôn tập riêng, nhưng vẫn phải dựa vào sự quan sát ngày thường. Đọc nhiều sách, đọc nhiều báo, tích lũy ngày thường rất quan trọng. Vậy con xem. Hay là con nhờ chú Minh Lâu của con dạy cho. Ông ấy là trưởng thôn, thường xuyên xem văn bản của cấp trên. Hồi sáng còn đọc cho người dân nghe văn bản mới. Là cái gì nhỉ? Vụ khoán đất đai ấy. Tìm chú ấy đi. Ngọc Đức. Anh ăn chưa? Nếu chưa ăn thì cán bột nấu cho anh bát mì. Tôi ăn rồi. Ăn dưa đi. Nào. Đừng, ngọt lắm. Chị đừng bận bịu nữa. Ăn đi. Gia Lâm, kỳ thi thử lần này cháu làm bài thế nào? Đề thi có khó không? Đề thi thử lần này rất khó, nhưng chúng cháu chuẩn bị rất đầy đủ, chắc không có vấn đề gì lớn. Đối với cháu không có vấn đề gì lớn, nhưng với Song Tinh thì là vấn đề lớn đấy. Thi xong Song Tinh đối chiếu lại với cháu rồi, cậu ấy nói đáp án cũng gần giống như cháu. Đáp án của nó cũng gần giống như cháu. Thế nào là gần giống? Lần nào hỏi đến nó cũng bảo gần giống. Gần giống là giống bao nhiêu? Thi đại học đấy, thiếu một điểm là đã gay to rồi. Chú Minh Lâu chú yên tâm, cháu và Song Tinh sẽ cố gắng hơn nữa. Thế thì cháu phải giúp nó nhiều hơn. Chú à, cháu còn một câu hỏi chính trị. Muốn nhờ chú xem giúp cháu. Với trình độ của chú có xem được cho cháu không? Anh xem đi. Không phải, đây là câu hỏi về chính trị thời sự. Bình thường chú đọc sách đọc báo, hiểu biết nhiều về các phương châm chính sách quan trọng. Chú xem đi, cháu chép hết lại rồi. Chú già cả mắt mờ rồi. Cháu đọc đi. Mày nhủ nữa này,
Chỉ biết ngủ, chỉ biết ngủ, chỉ biết ngủ. Bố làm gì thế? Làm gì à? Mày xem cái vớ vẩn gì đây? Sao thế hả? Bố làm gì thế? Sao à? Thằng con ngu dốt này của bà. Con nói thế nào nó cũng không hiểu. Bố bảo con nói gì, tao hỏi mày. Mày nghĩ sao về chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ xã hội tư bản? Bố có bị làm sao không? Mày mới bị làm sao ý? Tao hỏi lại mày. Mục đích của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa là gì? Con làm sao mà biết được? Nửa đêm rồi ai còn chọc giận ông nữa thế? Lại làm sao nữa? Ông Đức Thuận. Gia Lâm. Hồi xưa lúc cháu và Song Tinh thi vào trung học huyện, chính ông đã lái xe bò đưa các cháu lên thị trấn. Cháu nhớ ạ. Lần này nếu các cháu lại thi đỗ đại học, ông nhất định sẽ đưa các cháu đi Tây An, đi Bắc Kinh, đi Thượng Hải. Dù có xa mấy ông cũng phải đưa đi. Tây An, Bắc Kinh, Thượng Hải. Vậy cháu muốn đi Thượng Hải vì sao? Ông à, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập ở Thượng Hải. Mười mấy người một con thuyền, làm thay đổi vận mệnh Trung Quốc. Cháu cũng muốn được giống như họ, làm người đội trời đạp đất, làm chuyện kinh thiên động địa. Được, có chi khí. Ông à, ông nghĩ cháu có thi đỗ không? Cháu sẽ thi đỗ. Vì sao ạ? Vì cháu họ Cao mà. Song Tinh, liều nhé. Cậu liều tôi cũng liều. Tóm lại tôi sẽ đi theo cậu. Nào, đi. Kết quả thi thử. Lão Lôi, mở cửa đi. Trường trung học số 1 huyện Khoan Châu. Sao thế? Tên và kết quả thi đỗ kỳ thi thử viết hết trên bảng rồi. Điểm số ở ngay đằng sau tên. Bây giờ các em có thể vào đó xem được rồi. Nếu để tìm một người dẫn đầu. Cao Gia Lâm đâu? Cao Gia Lâm. Nào, cậu dẫn đầu, vào trước đi. Vương Chí Cường, Triệu Hồng Tinh, có. Lưu Dũng Kỳ, Hoàng Á Bình, có cậu. Á Bình, có cậu, có cậu, mau lên. Song Tinh, có cậu, vào đi. Có tôi à, vào đi, có cậu, được. Thôi vào hết đi. Vào mau lên, vào mau lên, vào mau lên. Trương Khắc Nam cũng có cậu. Trương Khắc Nam có cả tôi à? Có cậu, đi đi. Mã Thuyên, thả lỏng đi, chắc chắn có cậu. Tuyệt vời, tôi đỗ kỳ thi thử rồi.
Tôi cũng thi đỗ rồi. Tôi cũng thi đỗ rồi. Tuyệt vời. Tôi thi thử 3 năm. Tôi thi thử 3 năm, đến thi thử cũng không đỗ. Tôi còn mặt mũi nào về gặp bố mẹ nữa? Tôi còn mặt mũi nào về gặp bố mẹ nữa? Mặt mũi nào về gặp bố mẹ nữa? Thi cái gì? Thi với trả thố. Thi suốt 3 năm. 3 năm mà không đỗ nổi. Còn học lại 3 năm. Tôi còn mặt mũi nào gặp bố mẹ nữa? Còn gặp gì nữa? Tôi quá vô dụng. Tôi chẳng được tích sự gì. Chẳng được thi với thố gì nữa. Cậu viết thẳng lên. Cậu tô sâu hơn một chút đi. Trưởng thôn Cao. Trưởng thôn Cao. Lão Ngưu, có chuyện gì? Tìm anh chắc chắn là có chuyện rồi. Đi đi, vào nhà nói. Thôi thôi. Nào, Lão Ngưu, nào. Nào. Có chuyện gì? Có giám đốc Sở Triệu mới đến. Yêu cầu chúng ta đăng ký và bổ sung thẻ hộ khẩu của mỗi hộ trong thôn. Anh cũng biết, 2 năm qua ít nhân lực, làm không xuể. Còn cả những người đã mất, đã đi lấy chồng, đi làm xa nhà. Rồi cả những người sinh con chưa nhập hộ khẩu. Và cả người ly hôn bỏ đi theo người khác nữa. Những người này, cộng lại không ít đâu. Anh không cập nhật lại hộ khẩu này đi. Giám đốc Sở mới đến, đã giao cho tôi việc này luôn. Anh đó, mấy hôm nay mau thống kê lại tình hình, cập nhật thẻ hộ khẩu của thôn các anh đi. Đúng rồi, anh đúng rồi. Tôi có bảng đăng ký đây. Anh cầm về điền vào. Điền xong thì đưa tôi sớm. Được rồi. Được, được. Lão Vương, trưởng thôn Cao đến à? Đến rồi. Được, được. Anh cười cái gì? Thôn các anh sắp nổi tiếng rồi. Nổi tiếng cái gì? Tôi nói anh nghe. Cao Gia Lâm của thôn anh đứng đầu trong kỳ thi thử lần này. Không những là đứng đầu trường, mà còn là đứng đầu cả huyện. Hãnh diện quá. Với thành tích này, chắc chắn cậu ấy sẽ thi đỗ đại học. Đó là tin vui chấn động. Huyện mình cuối cùng cũng có sinh viên đại học rồi. Còn xuất thân từ thôn các anh nữa. Anh nói xem có phải chuyện lớn không? Hôm qua, huyện họp khẩn. Quyết định ngày mai sẽ tổ chức lễ biểu dương. Chủ tịch huyện Tần mới đến, muốn gặp mặt 10 thí sinh top đầu. Cũng muốn gặp cả phụ huynh của các thí sinh top 10. Còn phát phần thưởng nữa. Huyện sẽ chi tiền. Lần này hay rồi, không cần tôi mời chúng ăn căng tin nữa. Anh nói, đây chẳng phải chuyện vinh quang sao? Phải, phải. Anh sao thế? Sao anh không cười? Còn Song Tinh nhà tôi thi thế nào? Song Tinh à? Song Tinh, tôi xem thử nhé. Xem nào. Cao Song Tinh. Cũng tạm. Cao Song Tinh thi được 435 điểm, đứng thứ 25. Thứ 25. Thứ 25. Vậy là chưa đủ tiêu chuẩn rồi. Theo lý thì top 10 mới được gặp chủ tịch huyện.
Sao cái thằng này kém thế nhỉ? Không thể nói như vậy được. Song Tinh thế là khá lắm rồi. Anh phải biết là còn biết bao nhiêu thí sinh không thi đỗ, còn không được bước vào phòng thi. Cao Song Tinh, nằm trong top 25, đã là nhân tài rồi. Thi đỗ kỳ thi thử, là nhân tài rồi. Trưởng ban Mã, anh xem hai đứa đều cùng thôn, đúng không? Một đứa được đi gặp chủ tịch huyện, một đứa không được gặp chủ tịch huyện. Anh bảo con tôi biết để mặt mũi vào đâu? Anh bảo cái mặt già này, để vào đâu? Có trách bọn nhỏ cũng vô ích, có trách thì trách tôi đây. Không có tài cán, không có năng lực, nhìn tôi làm chủ tịch ủy ban thôn thế thôi. Ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện của thôn, mà bỏ qua việc dạy dỗ con cái. Đúng rồi, lần trước, sức khỏe của vợ anh, tôi đã biếu cô ấy. Củ từ rừng còn gì, ăn thấy sao? Nếu tốt thì mình ăn tiếp. Ăn tiếp. Trưởng ban Mã, anh là người tốt. Quan hệ rộng, có năng lực làm việc, lại có tiếng nói. Đúng không? Có thể nói là đứng đầu toàn huyện. Anh xem anh nói một câu, hiệu trưởng cũng phải nể mặt anh. Đúng không? Như vậy đi, anh yên tâm, ngày mai, tôi kéo bố của Gia Lâm đến dự buổi biểu dương. Đúng không? Tôi sẽ mang thêm ít táo tàu cho vợ anh tẩm bổ. Được rồi, tôi về đây. Anh đợi chút. Tôi biết, là tôi tự chuốc lấy. Anh đợi tôi gọi cuộc điện thoại. Đợi chút nhé. Được rồi, chúng ta nói vài chuyện. Thứ nhất, giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng cho các học sinh thi trượt. Phải chú trọng hướng dẫn và khuyên nhủ. Dạy học sinh cách xử lý đúng đắn. Một trái tim đỏ, hai sự chuẩn bị. Còn chuẩn bị gì nữa? Thi trượt đồng nghĩa với việc về nhà trồng ruộng, không còn đường nào để đi, còn khuyên bảo gì nữa? Đúng thế. Với mỗi một học sinh, thi trượt là một cú sốc. Chúng ta nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng, nghĩ cách nói. Nhất định phải để học sinh rời trường về nhà bình an. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, hiệu trưởng Mục. Được rồi, anh đừng có ngắt lời tôi. Chuyện thứ hai, những học sinh thi đỗ, tổ chức lại thành một lớp thi tuyển sinh đại học. Thầy Cảnh, anh sẽ là giáo viên chủ nhiệm. Vâng, các giáo viên bộ môn nhất định phải tăng ca tăng thời lượng, ôn tập cho tốt, phải đôn đốc các em. Giống như bố mẹ, phải đảm bảo tỷ lệ trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Phá không? Mọi người nói gì đi, hiệu trưởng Mục. Tôi có một đề nghị. Nói đi, các học sinh vừa hoàn thành kỳ thi thử xong, đều rất căng thẳng, cũng rất mệt mỏi. Tôi thấy hay là tối nay tổ chức một buổi liên hoan cho các học sinh lớp tuyển sinh đại học. Một là có thể giúp các em thư giãn, đối mặt với kỳ thi đại học với trạng thái tốt nhất. Hai là có thể nhân cơ hội này để động viên, cổ vũ cho các em. Thầy Cảnh biểu diễn đi. Thầy Cảnh biểu diễn đi. Thầy Cảnh biểu diễn đi. Được, được, được. Các em bảo tôi biểu diễn, thì tôi sẽ biểu diễn. Dù sao tôi cũng có sự chuẩn bị rồi. Hồi chiều mới viết một bài thơ tặng cho mọi người. Nên tiết mục biểu diễn sẽ là đọc diễn cảm, đánh giá kỳ thi thử. Sẽ bắt đầu ngay bây giờ, đọc diễn cảm, đánh giá kỳ thi thử. Kỳ thi thử năm nay khác với mọi năm. Đề bài độc đáo đến giáo viên đọc còn bối rối. Nhưng những đứa trẻ huyện ta vẫn dũng cảm xông pha, đạt thành tích đáng tự hào khiến giáo viên hãnh diện. Hoàng Á Bình đứng top 5 khối, Cao Gia Lâm đứng top 1 khối. Tuyệt vời. Các em, còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
chúng ta hãy cố gắng hết sức, giúp đỡ lẫn nhau, tăng ca tăng giờ, ôn tập ngày đêm, đối mặt với kỳ thi đại học với trạng thái tốt nhất. Không thi đỗ cũng không có gì hối hận. Thi đỗ thì em sẽ là niềm tự hào của toàn huyện. Chỉ cần chúng ta cố gắng, làm hết mình, kể cả có ngã xuống, chúng ta cũng vẫn là anh hùng. Hay. Hay. Được rồi, tôi đã biểu diễn xong tiết mục của mình. Tiếp theo đến tiết mục của các em rồi. Ai sẽ lên trước? Hoàng Á Bình, múa đi. Đúng, Hoàng Á Bình. Em học múa chuyên nghiệp ở Thượng Hải từ khi còn nhỏ. Các bạn đều biết. Biểu diễn cho mọi người xem đi. Hoàng Á Bình, biểu diễn đi. Nhưng em không có âm nhạc. Đây không phải vấn đề. Các em, chúng ta cùng hát đồng ca cho Hoàng Á Bình được không? Được ạ. Nào. Mau, mau, mau. Tổ quốc của tôi. Chuẩn bị, bắt đầu.